Chào cả nhà, Chí Nhân chúc cho cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, an vui và hạnh phúc. Phía trước nhà mình có trồng hai cây sứ nha cả nhà. Cái bông sứ này nó có màu như gì nè cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay vợ mình sẽ làm gì và vợ chồng mình sẽ đi đâu? Mời cả nhà xem cho vui nhé. Bây giờ vợ mình đóng cửa, mình với vợ mình dẫn mấy đứa nhỏ đi ra ngoài ruộng mua rau. Rồi bây giờ chuẩn bị đi ra ngoài vườn rẫy của dì Sáu mua rau nha cả nhà. Ở gần xóm mình là có mấy dì này dì trầm lá đi đường đi ra cánh đồng nè. Cái nhà dì trầm lá nè, đó có mấy cái cây này để trầm lá, để tạo thành cái miếng lá để lợp nhà. Cái nghề này tính ra thấy công phu quá vậy. Hả? Dạ thấy cực, thấy công phu dữ lắm à. Thôi con đi vô cho ông chổng à gì ơi. Con Như không? Dạ. Con Tố Như chứ không có Quỳnh Như. Thấy không? Trời ơi, con cò vĩ đại luôn kìa. Vĩ hả? Nhìn tưởng con ngỗng không á. Kìa. Đâu đâu đâu. Hết biết bự luôn. Nó đứng dưới ruộng kìa. Đâu đâu. Kìa bên kia kìa, đó, nó đứng hả? Kìa. Nó đứng một đống luôn kìa. Ở đây xa mà nhìn có thấy một đống không? Đó đó hả? Ừ. Ôi ơi, đâu gùm lại đây lại lại cây cò bự hết cái bự luôn á. Ôi ôi con cò bự quá cả nhà. Ôi xà lách nhìn thấy mê luôn cả nhà ơi. Ồ, xà lách tốt quá nè cả nhà ơi. Trời ơi,
quá nhiều luôn nè. Bằng một bàn tay luôn. Ôi, cái vườn rau của bạn phải nói là nó xanh mà nó non coi nè. Hết sức luôn. Ôi ôi coi nè. Nó đặt cứng trong này luôn trời. Để kêu bà Sáu ra nhổ coi. Quá trời luôn. Cái này mai làm gì ta trộn giấm đường ăn đó. Nhổ sớm dữ ha. Phân thuốc nó ít hơn phân mấy cái rau kia phải không? Không, nó ít lắm. Vậy hả? Phân cũng ít mà thuốc cũng ít luôn. À. Từ sau có một lần nhổ, bắt đầu mình nhổ rồi. À vậy hả? Ừ. Ủa thấy ham đi trời coi nè. Bởi vì nãy nhổ 40 ký có tí đồng hồ, hai chồng nữa nè. Dạ. Có tí đồng hồ rồi. Quên đem thun ra cuột nữa nè. Thôi khỏi cột, để vô cái bọc con đi. Cột gọn gọn đi qua nhổ mới rồi lý. Qua đám rồi. Ồ, sao chồng thấy ham đi trời. Cái này là mình tưới nước chiến hay sao? Cái này nó sợ là mình kéo kéo cái vòi nước mình tưới nè, chiên có ống nè, chiên hết. Phải tưới đồ rồi thì vô tắm rửa mới đi đi chạy cái chuyện ra tắm. Rồi về chồng thì nhổ không? Thấy không? Thấy nhổ ghiền không? Bởi vì 40 ký nhổ tóc hành luôn. Thấy mê gì trời coi nè. Quá mê coi luôn. Nè. Cây nào cây nấy cả. Nó đầy đầy đủ chất ha. Dạ. Đụng vô thôi nó nguyên một về chín luôn ha. Ăn đã tài đi. Mình bữa hổm nó kêu nhổ trước vài bữa đi. Nó còn giá gì. Nó kêu quay tao quay là không viêm. Hay 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 hay. Rồi được thấy nghiệp hết biết luôn á. Đây, cái cải ở đây trồng làm gì không nè? Siêu to. Cả nhà thấy siêu to không? Cái cải quá tốt luôn. Sao không thuốc men gì hết luôn. Vì sao hay thiệt. Cái hai ông bà mà trồng cái cải quá trời cải quá trời rau luôn. Cái này nè. Quá trời nhìn thấy nó ngon coi nè. Mình quay vợ mình với dì Sáu đang đang này nhổ salad ra. Đang nhổ salad. Rồi Dưỡng Sáu quay mình quay lại Dưỡng Sáu. Đã quay không gì mà quay là sao chị? Nhà chồng. Đây nè nè. Đây đây đâu đâu đâu. Salad nhà chồng nè. Cả nhà ơi. Rồi, quá trời. Nắm nữa đi. Một bọc. Cho đã, về mày lặt rồi mày đút vô tủ lạnh á. Vậy hả? Để rửa nha. Cái này nó ướt rồi với mẹ rồi. Sáng lặt ra. Dưỡng Sáu tính ra cái mấy gom này là mình đang trồng rau gì nữa Dưỡng Sáu? Ngò rí. Dạ ngò rí ha. Dạ. Ngò rí. Là gom đang ủ này là trồng ngò rí nha cả nhà. Cái mấy clip rau mấy cái của dì Sáu, Dưỡng Sáu quá trời luôn. Mua cái bịch hổm hay sao? Ý dì Sáu dài qua bên kia luôn hả? Đó là rau cần luôn hả? Ừ, đó rau cần đang bỏ chưa lên mới nứt. Dạ, ấy hồi nó chiều dì Sáu thu hoạch ở ngay chỗ này đây, hả? Đây, mấy này, clip này hả? 40 kg nè. Mấy clip đó, đang chống cải nè, đó đang chống này là dì Sáu, Dưỡng Sáu mới nãy đang thu hoạch xong. Bán cho mấy cái mối người ta mua rau cải đó. Rồi bây giờ đang qua cái clip đó là gì Sáu? Rau cần ô. Rau cần ô. Dí qua ngò rí hả? Qua clip kia ngò rí nha cả nhà. Cái này ngò rí hay gì sao? Cái này bữa nay nó hơi dài nè. Mến nó hơi chê. Nhưng mà cái ngò rí này là mình có tốn phân thuốc nhiều không? Ít xịt à. Vậy hả? Ngò rí này là không có thuốc sâu thuốc gì đó. Chỉ là dưỡng chút đỉnh rồi thôi. Dưỡng cho cây nó đẹp. Dạ. Vậy là ngò rí thì mình cũng dễ trồng với salad dễ trồng. Nhưng mà chỉ còn bẹ xanh bẹ ngọt là khó à nghe không? À vậy hả? Chét hết hết. Cái này về lặt cái gối lại để tủ lạnh. Ta còn sống. Mấy người ăn được. Sống. Ôm sống.
này nấu mì gói cũng ngon. Nấu mì gói thả vô. Ghiền sáng luôn. Ngày nấu mì gói. Sau cái gì đây là dưỡng an toàn ở dưới nhỏ, nhỏ đỉnh thì thôi xịt qua cái rồi thôi người thôi mà làm như vậy hả, nhổ nhổ xong rồi cái đem tưới. Phút này bỏ chứ đâu có bán được nữa đâu. Ủa sao cao, vậy? Cao. Ủa ngộ vậy? Vậy mà bỏ sao? Bỏ đó cao rồi nè. Uống dữ vậy? Ừ. Trời ơi. Gì mà cao vậy, thấy cũng nó ngon, ngon lành. Ăn ngon quá trời vậy. Cũng quá ngon luôn. Ôi sao nó con giật mình vậy? Cao cái gì mà nó chê, cái bữa nay tao nhổ chỗ lùng lùng nó không. Ờ gì mối mối chê hay gì sao? Ừ. Chứ này mà sao con thấy nó vậy, ra, nó ra chợ chứ. Bán là người ta vẫn mua à. Ừ, chợ nói gì đâu mà chợ. Ờ mà bỏ mối thì không được. Ở đây mới đi Vinh cũng khổ nổi vậy hả? Ờ chê chứ nó cao quá. Ờ. Chứ con thấy thấy nó ngon, nó non vậy đó. Hả? Về nhà cái lấy cái dao. Ôi nó ngon coi nè. Nhà con thì khoái ăn rau lắm, ngày nào là cũng phải có rau chứ. Sáu sáu. Từ cái clip ngồi ghế này chạy dài qua Mỹ bên đó là 2 công hả? 2 công trên nền nữa, còn dưới ruộng riêng. Ở dưới ruộng đó là dưới riêng hả? Dưới ruộng đó không, lẫn công ngữ riêng của nó đó. Vậy là từ từ đây tới xà lách bên kia là 2 công chưa? Ừ. Ồ. Luôn cái du di nè, vòng vòng. Dạ, đây nha cả nhà. Nguyên cái chu vi từ cái clip xà lách đó đó ha, cái chạy dài qua cái chỗ trống mà đang gom đó là đang gieo trồng gì vậy, gì sao để đặng mình tủ đồ đó đó à, là mình bị mình để cho đem còn cái clip mà gom ở dưới đất nè là đang trồng gì vậy? Đang bỏ ngò rí rồi qua tới đây là gồm có xà lách nè, ngò rí. Rồi mới nãy dì Sáu nói rau cần gì ở đâu nữa? Rau cần bỏ dưới ruộng chứ mới lú. À. Vậy mà nó cao. Ờ, nó ngon chết luôn ha, cái này nhớ. Cái cúc. Vậy là người miền ngoài kêu cải cúc, còn ở trong mình là kêu tần ngô. Đó, rau tần ngô là nó nằm ở vị trí bên đây nha cả nhà. Đó. Nguyên khu vực này là 2 công gồm có rau tần ô, xà lách với ngò rí. Rồi xà lách đây cả nhà này. Rồi đây là ngò rí. Sau một hồi thu hoạch nè, được một bọc luôn nè, quá trời luôn. Mà còn thì mênh mông luôn. Xà lách quay chụp cái đẹp quá tí. À, đẹp quá ha. Cải không? Cho dạ. Sao mà được thấy rau cải á. Rau cải nè. Này ngò gí luôn. Ngò gí nè, ngò gí này mới lên hả? Thường thường ngò gí là bao nhiêu ngày đó mới tháng hả? Ủa, cũng tháng luôn tháng hả? Thu hoạch á. Ơi mau vậy ta. Còn cải thì tháng mấy rửa, nó tháng là mau đó. Tính. Họ luôn đó, hả? À? Ừ. Rụng họ có lên hôm Tết trồng đây nè. Vậy hả? Sao chồng nhân họ bán à? Ừ. Rồi nó rụng họ tự động nó lên hả? Ừ. Trời ơi. Nó trồng thì nhổ vô trồng đâu? Ghim bị nó chứ. Ừ. Để nhổ vài cây đem về đó, trồng á. Nhổ hết giùm đi. Nhổ vài cây đem về trồng á. Ủa mình nhổ lên trồng nó sống màu hả? Sao? Sống hết trời. Ủa nó tốt quá nè, nó xanh mà nó xanh luôn á. Nhổ đại đi. Về đóng ghim vô luôn cái hôm Tết con mua dạng thọ cái con để lại cái con gieo con thấy nó cũng lên thấy cây con trồng nhà kìa. Đó. Đó cây xà lách này nữa lớn nó dữ lắm luôn. Biết sao nó đều ra cái clip nha. Dạ. Ồ cái nè, nó mập không nè. Đều dạ ai ngồi nhỏ rồi đẹp hết sức rồi. Dạ. Rồi nó xà lách. Vô cảnh đẹp quá hay gì sao? Nó cái cảnh ruộng mình là đẹp rồi. Gì bằng đồng quê ruộng rẫy rồi đó. Mới nãy dì Sáu với vợ con đang đi á, con quay bên đây quay ngang nguyên cái cảnh này đẹp lắm. Đẹp đó hả? Dạ. Nguyên clip luôn á. Thấy nãy người nói tao bận đầm bận đồ ra. Dì Sáu đẹp sẵn rồi. Tao bận đầm tao đi nhổ cải cho quay. Trời ơi. Nè ra đây nè ông chủ, ra đây đất. Quay trước kìa, bắn cua cũng tên kìa.
Thiện hồi nó quay. Ra đây đem chữ, ra đây đứng ngay đám cải cho nó quay, nó đưa lên ngay. Vậy khỏe ha, mình đâu có cần phải kéo dây cái gì tưới đâu. Mua giờ tiền lắm, mua bạc triệu đó. Đúng là bây giờ hiện đại quá ha. Tưới vậy không vậy. Phun sương ra con. Nè, rơm chuẩn bị. Dạ. Trồng đồ tới tới. Dạ. Rơm này chuẩn bị để trồng đồ này cả nhà. Đó, để rằng mình đặt xuống mấy cái clip này là mình gieo mấy hạt giống mới á, này đang gieo ngò gí nữa nè cả nhà. Đó, mấy cái clip đang có rơm này là chủ vườn rau nói là đang gieo ngò gí nha. Đó, từ cái clip xà lách á qua tới cái clip mỹ qua đây hết clip xà lách này là 2 công nha cả nhà. Bông của nó đẹp quá ha, nó cái gì nó có trắng luôn. Trắng nè thấy không nè, nhìn thấy không, nó trắng trắng mà nó chùm lên đẹp quá ha, nguyên vàng bông giấy. Ồ, của nhìn kìa luôn á, nhà dì Sáu nè, đẹp cái quá cả nhà ơi. Cái bông giấy này nó có gai nhưng mà nó rất là đẹp phải không? Coi nè. Ồ. Dạ. Ồ, coi kìa. Ồ, vàng bông giấy đẹp quá. Coi cái cây này hết sức không? Hồi đó đâu có gai, giờ nó đốc ra có gai, vô đó có gai. Ủa vậy? Ôi, cái bông giấy nó đẹp hết biết luôn á. Này chú Sáu nói là bông giấy này bông giấy Mỹ, nó không có gai giống như bông giấy Việt Nam của mình. Mà cái này nó có cái cánh nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó có cái bông trắng nhỏ trong nữa nè, thấy không? Cái bông trắng nhỏ nè, coi nè. Thấy thương ghê luôn á. Ừ. Có đẹp gì đâu luôn trời. Hết sức đẹp luôn. Quá đẹp luôn cả nhà. Ôi, thấy mê quá. Có dừa uống nữa kìa. cái này chắc ra hoài quá. Nó không nhiều mây mệt chứ nó dừa nè, nói. Dạ dạ. Này là Sáu đi nguyên đường ống này là tưới này gọi là tưới phun sương hả Sáu? Tưới phun sương này cả nhà ơi. Cứ thực phun tưới hiện đại này cả nhà ơi. Nè. Đó, cả nhà thấy không? Đây đây, quay gần lại cho cả nhà thấy nè, nguyên cái đường ống nước đó nó đó phun tưới nè. Chạy xe lách nó gieo đón đường. Cái này là mình chọt cái ống cho nó lủng á hả? Ủa, nó nói vậy á. Ủa. À, nó con tưởng đâu. Đúng rồi. Mình chọt cái ống cho nó lủng. Sáu ơi Sáu, vợ con phải nói là nghĩ ra một cách táo bạo hả Sáu? Tưởng đâu về chỗ đâu. Một cuồng nó trăm thước á, mua tới 5-6 cuồng á, về quân ngủ thôi chơi thọt. Dạ. Cái này đang gieo gì vậy vợ Sáu? Hả? Gieo xà lách. Gieo xà lách ha. Mà cỏ nó cũng đua nhau luôn hả? Mạ lên trước ha. Ôi ôi, phun sương đã nha cả nhà. À, đây nè. Đó, nó có những tia nó phun ra vậy đó. Đó, chạy dài nguyên cái clip luôn. 50 thước. Rồi 50 thước luôn. Dài 50 thước luôn nha cả nhà. Vô uống dừa kìa, thấy chặt dừa uống kìa. Rồi vừa vô. Vừa có rau mà vừa có dừa nữa kìa. Ra đây Sáu đẩy dừa cho rau nữa. Này là cộng dài đây về lại đó 50 rồi cộng này. Cộng 50 50 nha. Vậy ha. Dạ. Quá hiện đại luôn ha sao? Nè. Dừa rồi. Dạ. Rồi cảm ơn dì Sáu. Rồi cảm ơn. Dì Sáu. Vừa có rau ăn mà vừa có dừa uống nè, vừa có người quay phim cho nữa, quá sướng luôn. Trời ơi, đã dừa rồi. Đó, phóng viên mệt uống dừa đó. Nước dừa ngon quá trời luôn. Mới học qua. Đợt xứ này hả, tới đợt là bông suốt luôn. Cái bông này quá đẹp luôn nè cả nhà ơi. Cái loại sống đời này gọi là cái tên gì Dưỡng Sáu? Cái tên gì đó, sống đời. Biết. Nào, cái sống đời.
cái mong sống đời này đẹp quá nè. Dạ, nhìn này mê luôn ha. Cảm ơn dì Sáu dưỡng Sáu nhiều nha. Dì Sáu nó biết chứ gì. Trời ơi, nó ngồi dỗ. Cái gì? Ra mua rau mà không bán mà cho, mà thậm chí còn cho dừa, dừa mang về nữa. Uống dừa rồi xong rồi mang về. Mang về nó chặt đi rồi. Vì nó chặt ra nữa tao đủ tụi mày lại uống tụi mày mê nó ăn. Nè. Cảm ơn dì Sáu dưỡng Sáu nhiều. Cảm ơn bà. Hôm qua dì Sáu có cho rau. Để coi coi bữa nay á, vợ mình sẽ nấu món gì nha cả nhà. Cả nhà ơi, để bữa nay xem coi coi vợ mình đi chợ nấu ăn món gì nha cả nhà. Trước hết là thấy một đống rau. Rau này là của salad, này là của dì Sáu. Hôm qua dì Sáu cho. Với ngò gí này là của nhà dì Sáu trồng không đó. Sáu cho quá trời luôn. Rồi bữa nay mình đi chợ mua cá. Con cá này là con cá cam. Vậy mình sốt cà, chiên sốt cà cho mấy đứa nhỏ. Đây, vô đây. Còn đây là, đây là cá cơm. Cá cam rồi cá cơm. À, cá cơm này là mình kho hành ớt, đựng bằm xoài ăn với xoài với cải đó, thì mình chấm với cá cơm đó. Cá cơm này mà kho hành ớt bằm với xoài là hết sảy, xoài sống. Đây là một cái cá cơm này người ta giăng lưới hay là giăng lưới xong á vậy ha. Đây là một trái xoài sống chà bá luôn đó, hai vợ chồng ăn nhiều đó đó. Trái xoài sống như cá cơm đó, với rau, rồi nhỏ là cá, cá cam. Rồi cái bí này luộc và có nước cho tụi nhỏ nó hút hút vậy. Mấy trái cà, sốt cà. Rồi bây giờ mình làm cá. Con cá cam này nhìn giống con cá bớp quá ha. Con này nãy mua là 800g nè. Tươi xanh luôn, tươi quặt luôn. Giờ mình mần cá. Giờ mình cho dầu vô chảo để mình chiên cá. Bây giờ dầu đã nóng lên rồi, bắt đầu mình chiên cá, để cá vô chiên. Bây giờ mình chiên cho nó vàng một bề, rồi mình chở nó lại, vàng hai bề là được. Giờ cá chuẩn bị nó vàng rồi, giờ mình vớt ra. Mình xách cà thôi. Giờ em bằm hành tỏi, ướp cá cơm. Rồi xong cái em xay qua ướp cá cơm để đây, em đi xay cà đựng cá sốt cà. Chút đường, chút hạt nêm, chút bột ngọt, miếng nước mắm. Rồi trộn đều lên rồi mình để đây cho nó thấm, lát mình lại mình kho.
Rồi, để đây, giờ đi xay cà. Rồi, bây giờ mình xay cà thôi. Xong. Cho miếng dầu ăn vô. Cho miếng tỏi vô. Cho nó tỏi nó thơm lên xong là bắt đầu mình cho cà mình đã xay rồi nè. Cho cà vô. Rồi giờ cà mình để vô đây, mình sẽ để vô một miếng tương cà nữa nó mới sệt, nó mới ngon. Sốt cà thì mình phải để một miếng tương cà. Rồi xong bắt đầu mình nêm nếm vô, cũng đường, muối, bột ngọt, hạt nêm gì đó. Rồi nêm vô. Rồi nó sôi lên rồi thì mình nêm thôi. Cho một chút bột ngọt. Cho một miếng hạt nêm vô. Một chút đường vô. Một chút muối hột vô. Rồi mình quậy lên. Quậy lên cho nó tan mấy cái đồ nêm của mình ra xong là bắt đầu mình cho cá vô. Cái mình nhỏ lửa lại. Rồi mình cho cá vô luôn. Đó. Cá vô mình trở qua trở lại cho nó đều, nó thấm cá. Mà cá sốt cà này là mình phải để một miếng tương cà như vậy đó. Nó cái tương cái nước sốt của mình á nó sệt sệt lại nó mới ngon. Nêm gia vị của em mới nãy gồm gì đâu, em nói sơ lại nha. Đường, muối, bột ngọt, hạt nêm. Thì cũng nhiêu đó làm hoài. Số lượng. Hả? Thì mỗi thứ ít ít thôi rồi mình nếm sao mình cảm thấy vừa ăn rồi thôi, tại vì nhiều ít mình đâu có biết được số lượng cá với cà rồi nè. Thì tùy theo nhà làm nhiều thì nêm nhiều thêm chút rồi mình nếm sao mà miễn nó thấy vừa ăn là được rồi. Ừ. Rồi đó. Rồi xong rồi là mình cho chút hành vô là mình tắt bếp được rồi. Đó là mình có cá sốt cà đã xong. Giờ mới tới đời mà mình kho cá cơm. Cũng như thường lệ mình thắng nước màu kho cá vậy đó. Cũng để tỏi đó, khi nó vàng lên để tỏi vậy đó, rồi cho vàng tỏi thơm lên rồi mình cũng cho cá vô. Bắt đầu cho cá vô. Bây giờ cá của mình đã, cũng đã chín rồi. Bây giờ mình cho hành vô là tắt bếp thôi. Rồi cho hành vô là xong rồi đó, cá chín rồi đó. Rồi tắt bếp lại. Rồi em để đường vô, giờ em pha giấm đường. Mình trộn với xà lách. Giấm, giấm giấm. Trời con kiến. Có một chút nước mắm cho nó mặn mặn tí chứ để nó ngọt nó chua quá. Rồi. Cái giấm đó thì mình phải cho một miếng nước mắm vô. Cho nó hơi mặn mặn một tí xíu cho nó đậm đà. Rồi xong rồi giờ mình chế vô rau luôn. Chế hết vô luôn. Rồi giờ trộn lên thôi. Gạo nồi mì mướt luôn. Để cho nó đều lên là rồi mình cho ra dĩa. Lách với ngò gí, trộn giấm đường, ăn với cá cơm bằm xoài. Rồi cho ra dĩa luôn. Thấy thèm chưa? Rau nó non á, ngon lắm. Salad mà nó non cái mình ăn nó không có đắng. Thì nguyên một cọng luôn. Bằm xoài ăn với cá cơm kho hành ớt. Trời ơi. Cầm tới cái dao là cái tay trái mình hở. Bào 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 hồi ra một đống xoài hả?
hơi mỏi quá, giờ phòng ngược đi, móc ngược lên đi dễ móc hơn. Rồi cắt cơm mình xong, giờ mình múc ra dĩa. Hay là mình để xoài vô ăn. Rồi đây cái dĩa cá cơm. Hôm nay mình ăn cá cơm kho chấm xoài và rau xà lách với ngò gí trộn giấm đường. Và món ăn cho mấy bé là cá cam sốt cà. Và một tô bí đao luộc. Video của mình đến đây xin tạm dừng. Chí Nhân chúc cho cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.